Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay cuối tuần thì mình cũng làm một video để chia sẻ cho khách hàng mình đang phục vụ, cũng như là biết đâu có một số anh em khác xem sau này trở lại khách hàng của mình. Thì đây là một câu hỏi cũng như một số kỹ năng chia sẻ rất là quan trọng mà mọi người nhiều khi không để ý, mà trong khi cái điều này lại là cái điều về quản trị vốn, quản trị rủi ro và sự margin là một cái điều tối quan trọng để thành công trong thị trường chứng khoán. Mà nhiều khi mọi người lại cứ mải mê rằng là mua mã gì, thắng bao nhiêu phần trăm. Thì đấy chưa chắc đã là cái mà điều quan trọng nhất để bạn chiến thắng. Thì theo yêu cầu của anh em, hôm nay mình sẽ làm hai video tách ra. Nhất video đầu tiên này mình sẽ nói về vấn đề quản trị vốn và danh mục cho đầu tư, và thiết kế cái danh mục làm sao cho phù hợp với năng lực và tính cách bản thân. Thứ hai là cái phần rất là quan trọng là sử dụng margin sao hiệu quả, cũng như là mình sẽ đưa một cái ví dụ vào bảng Excel để anh em có thể tưởng tượng được ra cái mức độ lợi nhuận cũng như là an toàn hay không và các nhóm ngành khi sử dụng margin. Còn video sau mình sẽ chia sẻ về những cái sai lầm tâm lý thường mắc khi giao dịch và trong đầu tư. Thì cái này thì mình dựa trên kinh nghiệm bản thân cũng như là cái học hỏi các video khác tổng hợp lại. Nói thật thì mình cũng là người không quá chăm đọc sách, nhưng mình thích đọc những cái tổng hợp hoặc là cóp nhặt cái ý tưởng trên YouTube. Thì mình làm video này cũng chủ trương là ngắn gọn hết sức có thể để anh em có thể nghe và hiểu sơ bộ. Còn nếu anh em nào mà có nhu cầu tìm hiểu sâu thì mình sẽ chỉ dẫn, hoặc là anh em có thể tìm trên YouTube rất nhiều cái video khác của các chuyên gia khác, họ nói rất là rõ ràng về một khía cạnh nào đó. Thì mình ở đây mình đi một cách tổng hợp. Thứ nhất là trong quản trị vốn và danh mục đầu tư, thì đây là một điều tối quan trọng trong đầu tư, mà đôi khi hai người mua 5 mã giống nhau suốt một quá trình, thì sau khi kết thúc một chu kỳ thường là khoảng tầm 6 tháng thì có người lãi, có người lỗ, thậm chí là có người lãi rất nhiều nhưng mà có người lãi rất ít. Mà rõ ràng là mua 5 danh mục giống nhau theo môi giới khuyến nghị thì nó nằm ở vấn đề là quản trị vốn và danh mục cho đầu tư. Cái cách đi vốn rất là quan trọng. Đối với mình thì thường ở đầu chu kỳ, thường chu kỳ kéo dài 6 tháng, 6 đến 7 tháng là một chu kỳ, thường là như vậy. Thì anh em nào mà muốn tìm hiểu về cái tính chu kỳ thì có thể vào một số YouTube viết về tính chu kỳ của thị trường chứng khoán để nghiên cứu thêm như thế nào gọi là tính chu kỳ. Còn ở đây mình nói là cố gắng đánh full tài khoản căng ngay từ giai đoạn đầu và hạn chế gia tăng khi thị trường đã đi được quá nửa chu kỳ. Ví dụ là chu kỳ kéo dài từ tháng 1 cho đến tháng 7, hoặc là từ tháng 7 cho đến tháng 1 sang năm là những cái chu kỳ, thì ngay từ tháng 7, tháng 8 hoặc là tháng 1, tháng 2, tháng 3 các bạn phải cố gắng đánh căng tài khoản ngay từ đầu. Và sau tháng 4, ví dụ thế, hoặc là sau tháng 10 là các bạn hạn chế gia tăng cái NAV hay là cái tài khoản bạn. Ví dụ ngay từ đầu bạn đánh 1 tỷ thì bạn phải đánh kịch luôn 1 tỷ. Thậm chí những người đánh margin thì họ với 1 tỷ họ lên mua kịch ngay 1 tỷ 8, 2 tỷ hoặc là 1 tỷ rưỡi gì đấy. Căng lên. Và đến khi nào mà gần cuối chu kỳ thì họ sẽ bán bớt một nửa hoặc 30, 40 gì đó đi. Thế hạ dựa là cuối chu kỳ. Thì đây là một cái điều mà mọi người thường xuyên làm ngược lại. Đó là giai đoạn đầu thì có 1 tỷ đánh lom rom 200, 300, 400 triệu trước. Thăm dò được 1 tháng, 2 tháng bắt đầu thấy ngon ngon đánh lên thành 600. Sau đến khoảng tháng 5, tháng 6 thấy ngon nhất thị trường lúc nào xanh tím phàng nốt chỗ còn lại cộng với cả margin lên. Thế là đến lúc nó sập cho thì nó lại sập ở cái chỗ to nhất. Thế vô hình chung là đây chính là cái câu chuyện mà nhiều người biến từ lãi thành lỗ. Có nghĩa là trong vòng 1 đến 2 tuần cuối cùng mà đã quét sạch thành quả của nửa năm. Thậm chí có người còn ngược lại âm cả năm, sang tận cái năm cũ, nhà tầm 2020. Thì đây là một cái đặc biệt quan trọng khi bạn xác định cái lượng tiền bạn bắn ngay từ đầu. Ví dụ đây là giai đoạn đầu chu kỳ, hoặc là cách chuẩn nhất là cách đây khoảng 2 tuần mình bảo anh em phải đánh căng ngay từ đầu, thì đoạn này rất là ok. Ở đây mình
cho xem qua biểu đồ đồ thị của index thì mình có thể nói luôn là đây là một chu kỳ kéo dài từ tháng 1, tháng 2 kéo dài cho đến tháng 7. Đây là một chu kỳ. Thì giai đoạn này từ tháng 2 cho đến tầm tháng 4, đâu đó 2 tháng đầu là bạn phải đánh full ngay từ đầu. Còn tránh cái trường hợp ví dụ từ tháng 5 đến tháng 6 bạn đánh căng lên thì tỷ lệ nó đánh quay trở lại rất là nguy hiểm. Hoặc là ví dụ giai đoạn này đã điều chỉnh, có thể linh sinh anh em không nói. Nhưng cái giai đoạn này tháng 9 này, tháng 8 đến tháng 9 này bạn phải đánh căng ngay từ đầu. Thì giai đoạn này bắt đầu đến đoạn tầm tháng 10, 11, 12 anh em sẽ dạ bớt dần dần. Đấy thì là một cái kinh nghiệm để anh em chia sẻ. Ví dụ giai đoạn này đây, giai đoạn đầu từ đây đến đây, có thể giai đoạn đầu anh em phải đánh căng, sau đó thì hạ dần. Vậy thì một kinh nghiệm nữa, đó là bạn phải, phần 2 mình nói là phải xác định rõ phương pháp phân tích. Bạn theo trường phái nào? Có những phương pháp phân tích, ví dụ như là tích sản cổ phiếu, họ mua rất nhiều lần. Họ mua dài ra, tháng nào họ mua, đắt cũng mua, rẻ cũng mua, cứ đầu tháng mua hoặc đầu tuần mua, hoặc kiểu kiểu đại loại như thế. Đấy là tích sản cổ phiếu. Thứ hai là có những phương pháp như là đánh chiến lược rõ ràng, ví dụ ngắn hạn như đầu cơ, ví dụ là bên đánh chỉ 3 ngày, 5 ngày, giữ cùng lắm đến 10 ngày. Lãi 3% cũng bán, 2% cũng bán, 5% bán, 10% cũng bán hết, cứ đến kháng cự là bán. Thế sau đó đợi nó xuống 2% lại mua lại, nghĩa chỉ chênh nhau 2-3% họ đã mua lại rồi. Đấy thì phương pháp ngắn hạn. Ngắn hạn thì nó phù hợp để phân bổ vốn. Có dùng margin không? Bởi vì khi mà bạn đánh ngắn hạn thì có nghĩa là cái tỷ lệ hàng kẹt của bạn luôn luôn lúc nào bạn mua thì có nghĩa 3 ngày sau bạn bán được. Nghĩa là cái tỷ lệ hàng của bạn chưa về lúc nào cũng rất là cao. Thì khi mà đầu chu kỳ hoặc những lúc nguy hiểm bạn không đánh được căng margin, đánh căng lên. Đấy. Thứ hai là bạn đánh ngắn hạn thì bạn phải tìm những cái mã nào nó dao động nhiều thì bạn đánh nó mới ra tấm ra món. Nghĩa là nó lên mạnh và xuống thấp thì bạn mới có chênh lệch nhiều, thì bạn mua trong 3 ngày 5 ngày nó mới có lãi. Chứ những cái mã mà nó lên xong lại đi ngang trong vòng 4 đến 5 phiên xong lại lên tiếp 2-3% lại đi ngang thì rõ ràng bạn không thể đánh ngắn hạn được, bạn bán là bạn mất hàng, mà nó có xuống được đâu cho bạn mua lại nó. Đấy thì thứ nhất là phải xác định rõ phương pháp chiến lược của mình là đánh ngắn hạn hay trung hạn. Đánh dài hạn thì thực ra là cái câu chuyện rất nhiều khách hàng mình hôm nào cũng bảo em có mã nào dài hạn để lâu được cho anh không. Nhưng nói thật rằng trong vòng 3 đến 4 tuần mà mới lãi 7%, đấy là lãi nhé. Lãi trong 3 đến 4 tuần lãi 7% là lãi bằng ngân hàng gửi 1 năm. Đã sốt ruột, em ơi mã này chậm quá, anh thấy mã kia nó 1-2 hôm đã tím 7% rồi. Thế thì cái câu chuyện đưa ra rằng bạn chưa có một chiến lược rõ ràng, miệng thì bảo là chiến lược dài hạn, nhưng mà mới được giữ được 1 đến 2 tuần vẫn lãi nhé, chứ không phải lỗ nhé, mà lãi hẳn 7-8%. Cũng vẫn hỏi em ơi tình hình nó chậm quá. Thế thì mình phải hỏi lại, mình đã rõ ràng chưa? Trung hạn ở đây cũng thường là từ 6 tháng hoặc là 3 tháng. Vậy mà mới cầm được có 2 tuần chưa tăng. Đã hỏi là tại sao nó yếu thế, nó chậm thế? Thì cái câu hỏi là em ơi mã nào dài hạn hay mã nào đánh trung hạn được? Mình nghĩ là bạn hỏi cho vui miệng, chứ bạn chưa hiểu cái gì về phương pháp đầu tư. Phải nghiên cứu một cách nghiêm túc. Khi mình nghiêm túc với mình, nghiêm túc với người tư vấn thì kết quả nó mới nghiêm túc được. Đấy là về chiến lược rõ ràng. Còn phương pháp ở đây mình nói rõ là có rất nhiều phương pháp phân tích cơ bản theo doanh nghiệp. Ví dụ anh Dũng FPT, anh ấy thường phân tích và anh sẽ đi dài xác định 6 tháng. Có nghĩa là trong 6 tháng ấy có thể 1 tháng đầu, 2 tháng đầu họ không thay đổi danh mục, rất là lì. Thế còn họ đã xác định danh mục tỷ trọng bao nhiêu phần trăm cho ngành này, danh mục doanh nghiệp này. Cái này an toàn, cái kia không an toàn. Họ đã lên phương án rất là kỹ và họ xác định họ giữ từ 3 cho đến thường là 6 tháng. Theo mình biết anh hay giữ 6 tháng. Thì nó là phương pháp phân tích doanh nghiệp. Phương pháp ngắn hạn như một số chuyên gia họ chỉ đánh bán 10 ngày thôi. Lãi cũng bán, mà lỗ cũng bán. Lỗ 1% cũng bán. Mà lãi 5% cũng bán, 3% cũng bán. Họ không quan tâm. Thậm chí là họ bán 3% xong nó lên, họ lại tìm mã khác. Mà không nó xuống thì họ lại mua lại. Đấy là cái phương pháp. Thế còn phương pháp đánh theo sóng, ví dụ sóng thì thường nó kéo dài từ 1 đến 2 tháng hoặc là kéo dài đến 6 tháng. Thì mình phải chọn nhóm ngành, sóng nào mình chọn và bỏ sóng nào, chấp nhận phải bỏ bởi vì tiền bạn không thể mua được cả thị trường. Bạn chọn sóng ngành, có những sóng ngành bạn chọn mà nó không tăng mạnh bằng sóng ngành kia, bạn cũng phải chấp nhận. Thế nhưng mà quan trọng là bạn phải có lợi nhuận
chứ không phải bạn nhìn thấy hàng xóm, rất nguy hiểm. Vậy đưa ra phân bổ vốn hợp lý là có dùng margin hay không, bạn cũng phải đưa ra chiến lược ngay từ đầu. Nếu bạn đánh margin ngay từ đầu chu kỳ, bạn phải đánh ngay. Và cái dùng margin hay không nó sẽ giúp bạn lựa chọn cái ngành nào trong ngắn hạn, trung hạn, và bạn dùng tỷ trọng của ngành nào nhiều, ngành nào ít. Ví dụ như người đánh margin cao, nó yêu cầu tính an toàn rất là cao, bởi vì họ xác định họ lấy cái tỷ trọng margin để bù lại cái rủi ro lợi nhuận, thì họ sẽ đánh vào những nhóm ngành mà cho vay nhiều nhưng nó an toàn để họ có thể bình tĩnh, họ kịp thời phản xạ, không bao giờ sợ mất thanh khoản. Chứ mình nói thật, dùng margin mà gặp những mã nó mất thanh khoản trong khoảng 3 hôm 20%, margin lên là 40%. 40% có nghĩa là bạn phải lần sau ấy, bạn phải lãi lại đâu đó khoảng tầm 100% thì mới gỡ được, cực kỳ lâu. Đấy. Thứ ba nữa là mình nói dựa vào năng lực và tính cách bản thân để cơ cấu danh mục. Nếu bạn là một người rảnh rỗi, thời gian nhiều, ngồi xem màn điện tử nhiều, năng lực bạn thông minh, bạn hiểu về kỹ thuật, bạn hiểu về nhóm ngành, đặc biệt là kỹ thuật, bạn xem được cả chart theo một ngày, bạn xem chart 1 giờ, thậm chí bạn có rảnh bạn xem trước 30 phút để bạn canh được sai sót rất nhỏ, và bạn muốn ăn theo ngắn hạn T3, T5, nghĩa là mua 3 ngày bán, 5 ngày bán ấy, thì nó lại câu chuyện là một khác, và bạn sẽ thường xuyên phải thay đổi, liên tục mua mua bán bán. Nhưng nếu bạn không thuộc về kỹ thuật, chả biết gì về kỹ thuật, hỏi MA20 còn không biết là gì, bowling như bạn chả biết gì cả, thế không biết mô hình nào cả, mà lại muốn ăn lướt, thì đấy là một điều vô cùng bất hợp lý. Mình nói thật, trong các phương pháp thì nói đúng ra đánh ngắn hạn là siêu lợi nhuận, sau đó mà đến trung hạn và dài hạn. Dài hạn rõ ràng ăn ít hơn, nhưng có một nghịch lý, đó là cái tỷ lệ người đánh ngắn hạn chiến thắng lại là ít nhất, và tỷ lệ người đánh dài hạn chiến thắng lại là nhiều nhất. Đấy, thì bạn phải hiểu rằng bạn thuộc nhóm người nào, năng lực bạn có cái gì, bạn có thời gian, bạn có kiến thức, bạn đủ độ thông minh và nhạy bén thì bạn mới đánh ngắn hạn đầu cơ được. Còn nếu mình không có những điều đấy thì tốt nhất là mình nên chọn phương án trung hạn hoặc dài hạn. Nhưng mà nếu trung hạn và dài hạn thì bạn phải có những đức tính gì? Đó là kiên nhẫn, đó là tự hài lòng với bản thân mình, đó là ăn một chu kỳ được 10 đến 15% đã là rất mừng rồi. Bạn nghĩ xem, nó bằng gửi lợi nhuận lên ngân hàng 2 năm trời mới được 15%. Bạn đánh trong một chu kỳ 2 tháng bạn được bằng 2 năm ngân hàng. Như vậy là đã quá hài lòng rồi. Thì đừng nhìn nhà hàng xóm. Đấy là câu khuyên chân thành của mình. Đấy, thì đấy là cũng là một cái mà mình sẽ nói nhiều về các sai lầm tâm lý khi giao dịch và đầu tư ở trong video sau. Thì ngoài ra tính cách bản thân của bạn, bạn là người máu đánh bạc, nó sẽ dùng những mã mà có độ tăng sốc cộng 4 cộng 5 cộng ngày. Đương nhiên đi lên bằng thang máy thì đi xuống bằng thang máy. Nó cho bạn ăn 4%, 5% được, thì cũng sẽ có những phiên nó giảm cho bạn khoảng 4 đến 5% được. Đấy là câu chuyện rõ ràng. Có những người, người ta bình tĩnh, họ thích những mã tăng chỉ cần 2%. Thì khi giảm, kể cả thị trường dao động, người ta đi chơi, người ta đi cà phê, về cùng lắm nó cũng chỉ mất 1%, họ phản xạ được. Đấy là cái câu chuyện về quản trị vốn và danh mục trong đầu tư mà đại đa số mọi người thường hay chưa được kỹ lưỡng lắm. Ngoài ra trong phần đây mình có ghi là bao nhiêu phần trăm NAV, nghĩa là vào ngành an toàn, ngành ngắn hạn, trung hạn. Ở đây mình đưa ra một ví dụ, đó là những người đánh đầu cơ khi thị trường họ cảm thấy chưa an toàn, họ đánh với tỷ trọng rất là thấp. Ví dụ hiện giờ là có một số người họ đánh chỉ với khoảng tầm 50% đến 70% tài khoản với những người không chơi margin. Họ xác định như thế thôi, rất là thấp, và họ đánh cứ 3 ngày kiếm một tí, 1-2%, 3%, 5% họ lại bán. Nhưng mình nói thật, hiện giờ đã có những người, trong đó có cả mình, đánh theo 6 chu kỳ, mình đã đánh đến cả margin. Mình đã sử dụng cả margin rất nhiều trong giai đoạn này. Nhưng cái tài khoản của mình, danh mục của mình khá nhiều mã là an toàn, và hiện giờ trong vòng 2 tuần vừa rồi mới lãi được có khoảng tầm 7%. Vậy thì mình vẫn thấy hài lòng, bởi vì 7% mình sử dụng margin lên nó đã lên 10 đến 11% rồi. Và mình lại rất yên tâm, mình có thể dùng cái lượng
nhỏ khác để đánh ngắn hạn. Vậy thì cái hiệu quả mình biết mình làm gì mới là quan trọng nhất. Tránh trường hợp nhìn nhà hàng xóm, họ đánh một kiểu mình cũng đánh theo. Họ thấy họ mua mã này tương đê tiền, mình cũng đánh theo bằng tương đấy. Nhưng cái đấy, cái lượng mua đấy của họ, mã đầu cơ đấy chiếm bao nhiêu phần trăm tỷ trọng của họ, còn các danh mục khác của họ đã vốn đã nằm ở trong những mã rất an toàn rồi, mình không biết điều đấy. Mình chỉ biết rằng họ mua một cái mã bắt đáy, mình cũng bắt theo, nhưng cái danh mục còn lại của mình vốn cũng nằm trong những mã đầu cơ tăng giảm rất là nguy hiểm. Đến lúc mà thị trường xấu phát, họ sẵn sàng vui vẻ họ bán cái mã đầu cơ ấy một phần nhỏ đi, còn danh mục dài hạn họ rất an toàn, họ vẫn lãi mang tiền về cho mẹ. Nhưng mà của bạn thì nó vả cho tài khoản bạn bay 10, 20, 30 trọng. Đấy là lý do nhìn nhưng mà chỉ nhìn được một, không nhìn được hai. Thì bạn phải cơ cấu danh mục. Ngoài ra thì có một video cũng như bài viết mình ngày xưa, đó là danh mục chuẩn như thế nào là hợp lý. Danh mục không nhất thiết là phải 2 đến 3 mã. Nhiều người hay nói là mấy trăm triệu thì mua 1 đến 2 mã. Mình nghĩ rằng tùy thuộc vào tính an toàn cũng như khả năng của mỗi người. Thứ nhất là nếu bạn là người giỏi kỹ thuật, bạn có trí nhớ tốt, bạn quản lý tốt mà bạn lại thích an toàn, bạn có thể mua vài mã, 4-5 mã cho dù tiền bạn chỉ có 2-3 triệu, 5-5 triệu bình thường. Bởi vì nếu bạn lúc nào cũng nhớ được hết tất cả các đồ thị của cả 5 mã đấy thì bạn có thể dàn trải ra trên 2-3 mã ngành, và mỗi ngành bạn mua 2 mã, một mã để dài hạn và một mã để lướt T cộng, hoàn toàn ok, không nhất thiết phải mua ít quá. Nhưng nếu bạn là người yếu về kỹ thuật, bạn chả nhớ gì cả, bạn mua mã mà bạn chả biết MA20 của nó là cái gì, bạn chả biết rằng kháng cự của nó ở đâu, bạn mua chỉ vì mua, thì mình khuyên tốt nhất là bạn chỉ nên đánh 1 đến 2 mã, thậm chí 3 mã là tối đa, bởi vì bạn chả biết gì cả. Thì đến lúc mà hoảng loạn lên, bạn cứ bấm bán bừa, bạn chả biết đến khi nào phải bán, chả biết như thế nào là gãy chen, chả biết như thế nào là nguy hiểm, chả biết như thế nào là khối lượng lớn, bạn chỉ biết bán thôi. Thì tốt nhất, thậm chí là nhiều người bán mà không biết dùng lệnh MP, là mệnh bán xả trực tiếp. Vậy thì tốt nhất bạn chỉ nên chơi 1 đến 2 đến 3 mã. 1 thì không đến nỗi, mà nên chơi 2 đến 3 mã thôi. Thì đấy là cái năng lực của mỗi người, tính cách bản thân của mỗi người. Ngoài ra có tính cách bản thân mọi người rất là bình tĩnh, họ sẵn sàng đợi 2-3 mã, mãi không tăng không sao. Nhưng có người rất là nôn nóng. Nôn nóng thì tốt nhất bạn nên cho nhiều mã một tí, thì hôm nào trong tài khoản bạn cũng sẽ có 1 mã xanh, 2 mã xanh. Thậm chí là bạn thích sự an toàn thì bạn chia ra làm 3-4 mã. Như các danh mục tự doanh của công ty chứng khoán, họ thường mua từ 7 đến 10 mã, rất nhiều. Thì để làm sao họ an toàn, mã này tăng thì mã kia giảm, nó gánh cho nhau, không hôm nào tài khoản của họ bay mạnh quá. Nhưng nếu mà có biến xảy ra thì họ phải đủ năng lực chạy đạn cùng lúc tương đế mã. Bạn có làm được điều đấy không? Đấy, thì là cái lựa chọn cơ cấu danh mục rất quan trọng. Nên chốt lại là cá nhân mình khuyên nên dồn đến 2 đến 3 mã ngành mà bạn quan trọng. Còn việc mua 2 mã ngành, ba cứ coi 3 mã ngành đi, bạn chọn 3 mã hoặc bạn chọn 5 mã, mỗi mã ngành bạn đánh 2 mã, nghĩa tổng 3 ngành bạn đánh thành 5 đến 6 mã. Mình nghĩ là phương án phù hợp với mỗi mọi người. Thường 5 đến 6 mã là mình thấy ok. Và cứ trong một ngành để một mã dài hạn vào một bạn mã, bạn cứ nhảy ra nhảy vào. Thứ nhất là có điểm vui cho bạn mua ra bán vào. Thứ hai là lúc nào trong tài khoản bạn cũng có một lượng mã lãi lớn, nó nằm nó án ngữ ở đấy, giúp tinh thần bạn rất là tốt. Thế nhá. Thế bây giờ mình đưa đi vào một video, hoặc là hôm nào mình sẽ làm riêng một video riêng lại một lần nữa. Đó là sử dụng margin sao cho hiệu quả và con dao hai lưỡi. Thực ra cái này thì cũng ngắn thôi. Thứ nhất, kinh nghiệm đầu tiên đó là margin giúp bạn lãi rất là nhanh nhưng giúp bạn lỗ còn nhanh hơn. Người đánh margin lúc nào cũng phải xỏ sẵn xét, đó là có biến, không cần biết là đúng hay sai, cứ bán một nửa cái đã. Có nghĩa khi thấy sàn hôm sau hồi lại, hoặc khi thấy có dấu hiệu cứ nhắm mắt bán một nửa cái danh mục của mình đi. Ví dụ cái cổ phiếu này mua 10.000, bán 5.000 đi đã, tính sau. Nghĩa là nguyên tắc đăng lại, kể cả lãi 4%, lãi 7%, lãi 8% hay lãi 2%, cứ bán một nửa đi đã. Phận cũng nó mua lại sao? Bởi vì cái đấy là tiền bạn đi vay, nó không phải bạn của mình.
Câu đầu tiên, tiền này là tiền đi vay, không phải tiền của mình, chứ đừng tham quá. Cho dù phần margin này chỉ giúp bạn lãi thêm 3% nữa, nó bằng lãi ngân hàng nửa 6 tháng rồi đấy. Trong vòng vài ngày nó giúp bạn lãi thêm 3%. Đó là quá ok rồi, chứ đừng tham quá. Thứ hai, câu thứ hai, sử dụng margin càng cao thì càng phải đề phòng và càng phải an toàn. Nghĩa là nếu bạn sử dụng margin căng quá, tài sản 1 tỷ, bạn mua lên 2 tỷ hoặc 2 tỷ rưỡi, thì bạn càng phải đề phòng vấn đề an toàn. An toàn ở đâu? An toàn ở nhóm danh mục của bạn. Nghĩa là khi bạn margin tỷ trọng cao, thì bạn phải đánh vào những mã có biên độ dao động vừa phải. Thứ nhất, thứ hai là những mã đấy không được mất thanh khoản khi có vấn đề. Để bạn có thể sao? Bạn chạy được. Bây giờ nó mất giảm, thị trường rung lắc sập mạnh, nó giảm 3-2%, bạn vẫn bán được đã. Còn nếu mà bạn chơi tất cả vào cái margin mà bạn lại căng lên gấp đôi rồi mà bạn lại chơi vào cái mã không có thanh khoản, nó giáng cho bạn 3 cây mất 21%, nhân đôi lên là thành 40% tài khoản. 40% tài khoản của margin là cực kỳ kinh khủng. Bạn hiểu là khi tài khoản margin, ví dụ mình lấy ví dụ là bạn có 1 tỷ, bạn mua lên 2 tỷ. Mất 20% của 2 tỷ là 400 triệu. 400 triệu, nhưng thực tế bạn đừng nghĩ rằng là nó giảm từ 2 tỷ xuống 1 tỷ 6. Không phải. Đó là tài khoản của bạn giảm từ 1 tỷ xuống còn 600. Chứ không phải là 2 tỷ thành tỷ 6 nhé. 1 tỷ thành 600. 600 mà tài khoản còn tỷ 6. Có nghĩa là ép khôn margin bạn đến nơi đấy. Ép bán. Cho nên là càng phải đề phòng và an toàn. Nghĩa là khi bạn đánh margin cao, bạn phải dành một lượng lớn tài khoản và các danh mục, các mã tốt, không dao động nhiều, ví dụ ngân hàng, HPG, đại loại như thế. Người đánh margin thì phải nắm rõ các tỷ lệ margin các cổ phiếu thuộc lòng luôn đấy. Thì để sao? Bạn biết được mức rủi ro và biết như thế nào là lợi nhuận tối đa. Ví dụ, để bạn cân đối, ví dụ mã HNG là được margin 70% của bên VPS mình. Có nghĩa là với 70 triệu bạn mua được 100 triệu. Nhưng mã Techcombank tỷ lệ margin ký quỹ là 40%, có nghĩa là với 40 triệu bạn có thể mua 100 triệu. Hay nói cách khác, 100 triệu bạn có thể mua thành 250 triệu. Rất là lớn. 100 triệu mua được 250 triệu. Nhưng với FLC thì 100 triệu chỉ mua được 100 triệu thôi. Đấy thì nghĩa là tỷ lệ lãi nhân với tỷ lệ margin mới ra cái lãi thực của bạn. Ở đây mình có một cái bảng tính mình lập. Ở đây là mình cứ coi mỗi người có 95 triệu để mua. Mình đưa ra các phương án. Ví dụ mình đưa ra mã FLC giá mua có 15 đi. Tỷ lệ ký quỹ 100. Techcombank 5 giá 50, tỷ lệ ký 40 và mã Hoàng Anh Gia Lai giá 15. Thực ra thấp hơn nhưng mà mình cứ coi 15 đi. Thì ở đây mình coi trường hợp đầu tiên, đó là sau một thời gian có thể 1 2 tuần tất cả các mã này đều tăng lên 6%. Thì ở đây cột dòng tiền mình, phương án đầu tiên mình mua 400 triệu FLC, 100 triệu Techcombank, 400 triệu Hoàng Anh Gia Lai. Cứ coi mình sử dụng full margin đi, thì bạn sẽ mua được 26.000 FLC, 5.000 Techcombank và 33.000 Hoàng Anh Gia Lai. Nhân với 6% lợi nhuận khi bạn dùng margin, đó là FLC bạn sẽ lãi được 24 triệu, Techcombank lãi 15 triệu, 30 triệu. Tổng 3 cổ phiếu bạn lãi được 69 triệu, nhưng vì bạn dùng margin Techcombank Hoàng Anh Gia Lai cho nên tỷ lệ lãi của bạn là 0,7%, 7,7% so với 900 triệu nhé. Nhưng nếu bạn không dùng margin thì FLC bạn sẽ lãi được 24 triệu. Techcombank bạn sẽ chỉ mua được 2.000 thôi chứ không phải bạn mua được 5.000. Đúng không? 100 triệu chỉ mua được 5.000, chia ra 2.000 nhân với 6%, 2.000 lãi 6%. Đó là bạn sẽ lãi được 6 triệu. Tương tự đây đấy, cột này cột lợi nhuận nếu bạn đánh thuần không có gì thì bạn sẽ lãi được 54 triệu tổng lãi. Vậy mình đến trường hợp thứ hai. Nếu cứ coi là tất cả các mã đều lãi 6%, nhưng mình chỉ mua 100 FLC, dùng 500 để mua Techcom, 300 mua Hoàng Gia Lai, thì lợi nhuận của nó, đây là số cổ phiếu sẽ mua được khi dùng margin. Các bạn nhìn chưa? Với 500 bạn có thể mua được đến 25.000 Techcombank, tương đương với số tiền là hơn 1 tỷ.
Vậy thì lợi nhuận bạn sẽ là 6 triệu từ FLC, 75 triệu nhé từ Techcombank và 22 triệu từ Hoàng Anh Gia Lai, cứ quay kịch margin để tổng mua vẫn là 900 nhé. Vậy thì lợi nhuận của bạn sẽ là 103 triệu, tức 11% lợi nhuận. Còn đây là lợi nhuận khi không dùng margin, đương nhiên vẫn là 6. Vậy bạn sẽ xem, nếu mà bạn dùng margin và hợp lý, mức độ lãi bạn gần gấp đôi chưa? Đã gần gấp đôi chưa? Gần gấp đôi khi không dùng margin. Còn trường hợp này, bạn dùng margin không hợp lý, bạn dùng mua quá nhiều vào FLC và Hoàng Anh Gia Lai mà tích còn mua ít, thì lợi nhuận nó không gần như không chênh, một cái là 7,7%, một cái 6%, nhưng thằng này 11% và 6%, nó là gấp đôi. Còn trường hợp này, nếu mình mua hẳn 700 triệu Techcombank, chỉ dùng 100 mua FLC, 100 Hoàng Anh Gia Lai, thì lợi nhuận của nó sinh ra khi bạn dùng căng margin là 13%, trong khi bạn không dùng margin chỉ là 6%. Đấy là trường hợp mình giả dụ cả ba mã tăng bằng nhau. Bây giờ trường hợp mình cứ coi như mã FLC bạn lãi hẳn 9% đi, Techcombank lãi chưa bằng một nửa, đó là 5%, và Hoàng Anh Gia Lai 7%. Thì bạn xem sau khi một thời gian mình công thức, mình cũng vẫn cứ mua cái lượng như ở trên nhé. Trường hợp 1 là 4, 1, 4 thì lợi nhuận của nó bạn xem, một bên dùng margin là 0,93, một bên thì 0,77. Đấy. Nhưng nghĩa là với tỷ lệ bạn mua nhiều, nhưng mà nếu mà trường hợp mình mua nhiều Techcom, nhiều Techcom hơn thì sẽ bất lợi hơn nếu bạn không sử dụng margin. Bạn nhìn chưa? Trường hợp nếu bạn mua không margin thì rõ ràng bạn mua FLC hay Techcom như nhau, thì bạn mua FLC sẽ lãi hơn, bởi vì FLC nó lãi đến 9% cơ mà, đúng không? Thì ở đây một bên sẽ lãi 7,7 mà một bên chỉ lãi 6,1%, đúng chưa? Nếu bạn không đánh margin thì con nào nhân nhiều không? Bạn mua nhiều bạn thắng, thế đúng không? Nhưng mà có đánh margin thì bạn xem, kể cả nó lãi lên 11% cũng gần gấp đôi phương án này. Mà kể cả so sánh phương án này, bạn mua 500 Techcom margin so với việc bạn mua 400 FLC, đây một cái là 0,7, nghĩa là bạn một bên là 11% mà một bên là có 7,7%. Bạn so sánh hai cái này với nhau, đúng không? Thế thì rõ ràng đánh margin mà đánh Techcom, cho dù nó lãi có 5%, một ông lãi 9%, một ông lãi 7%, bạn mua nhiều hẳn như thế bạn cũng không thể bằng thằng này. Đấy, đấy chưa kể là nếu mình mua 700 triệu dùng vào Techcombank, dùng margin, thì mình lại đến gần 12%, trong khi ông này là cái ông tối ưu nhất của trường hợp không margin. Bạn mua hẳn 400 FLC, 400 Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai cũng có margin nhé, chứ không phải có ít thôi, bạn chỉ lãi được 7,7, trong khi ông này 11,7, nghĩa là tương đương gấp rưỡi tỷ suất lợi nhuận của nhau. Trường hợp thứ ba, mình giả dụ Techcom lãi 5, Hoàng Anh Gia Lai lãi 6 và FLC lãi 7, nghĩa là vẫn lãi hơn nhé. Mình chỉ giảm từ 9 xuống 7 và giảm từ 7 xuống 6, thì mức độ chênh lệch nó rất là khác nhau. Ví dụ đây, trường hợp này mình dùng mua tối đa Hoàng Anh Gia Lai, Techcombank, nó vẫn giúp mình lãi 1,3, nhưng so với những trường hợp này, bạn nhìn chưa, tỷ suất lợi nhuận đã gần như gấp đôi khi mà bạn tập trung mua FLC và Hoàng Anh Gia Lai. Đấy thì cái câu chuyện đưa ra rằng, thế theo bạn, việc FLC lãi 9% dễ và Techcombank lãi 5%, theo bạn trường hợp nào dễ? Đấy, thì bạn nghĩ rằng Techcombank nó chậm thôi, 5 đến 7% thôi, thực tế mình lãi rất nhiều, lãi rất nhiều. So là nó so cái này, trên tài khoản bạn nó chỉ ghi là lãi tổng 6% tài khoản khi bạn dùng margin, nhưng thực tế nó tính là tính so tổng mua, còn so số tiền của bạn nó khác, nó đã lên đến 10% rồi đấy, không phải 6% đâu, nó lên 10% rồi đấy. Thì đây là một cái bảng đưa ra cái ví dụ của việc dùng margin hay không dùng margin, và dùng margin thì ưu tiên mã ngành gì. Mà mình nói thật, Techcombank 5% nó rất an toàn, nó không rủi ro bằng cái việc bạn mua Hoàng Anh Gia Lai nhiều. Hoàng Anh Gia Lai hôm nay bạn nhìn thấy lãi 7, chắc gì mai đã còn 7, đúng không? Nhưng Techcombank mình đảm bảo bạn hôm nay lãi 5 giỏi lắm, ngày mai thì vẫn lãi 4%, bạn không mất được nhiều. Đấy, thì cái câu chuyện sử dụng margin nó ở đây, thì mình phải linh hoạt sử dụng danh mục nào. Thứ hai là Techcombank nó không dám trắng bên mua, hòa phạm thế.
Nhưng mà FLC nó trắng bên mua, Hoàng Anh Gia Lai nó có thể trắng bên mua, nó có thể thổi bay tài khoản bạn rất là kinh khủng. Đó, thì vậy là đây cái video mình chia sẻ về cái cách sử dụng margin sao cho hiệu quả, đề phòng rủi ro. Ví dụ nhưng mà khi mà có biến ấy, thì mình cứ nhắm mắt bán ạ. Ví dụ ở đây trường hợp này mua 35 nghìn F Techcombank, cứ thấy có biến mình nhắm mắt nhắm mũi bán 15 20 nghìn đi đã, tính sau, cứ bán phát 25 nghìn, bán mà bán lệnh MP luôn chả quan tâm, bởi vì nó lãi cho mình 5% rồi, cái coin nó giảm 2% còn 400, mình cứ bán bừa đi đã, chắc chắn nó đút túi 4%. 4% là lãi ngân hàng nửa năm rồi, đúng không? Bây giờ kể cả mình tài khoản mình đang cầm Techcombank có vấn đề gì nguy hiểm quá, bán thẳng cẳng luôn cái đống, cứ bán một nửa đi ạ, còn một nửa cái suy nghĩ sao. Nhưng mà mình thường con người hay tham, không muốn bán, thì cái đấy mình sẽ đừng tham quá. Mình sẽ nói về cái câu chuyện các cái sai lầm thường gặp trong giao dịch và đầu tư. Thì có những nguyên tắc này mình sẽ thêm một hai nguyên tắc nữa mà thường xuyên gặp để anh em theo dõi. Chốt lại hôm nay là mình nói về vấn đề quản trị vốn, doanh thu đầu tư trong đầu chu kỳ phải đánh nhiều, giữa giữa là phải hạn chế không tăng thêm nữa và hạ bớt dần. Thứ hai là phải làm rõ cái tư tưởng của mình, phương pháp phân tích của mình là đầu cơ bao nhiêu phần trăm, an toàn bao nhiêu phần trăm, trung hạn bao nhiêu phần trăm, mã nào là mã đầu tư, mã nào sử dụng margin hay không, sử dụng khi nào, và năng lực của mình bao nhiêu cổ phiếu, ngành nào, bao nhiêu mã, hạn chế nhìn người ngoài. Và cách sử dụng margin đó là sử dụng như thế nào cho hợp lý nhé. Chúc anh em và cả nhà đầu tư hiệu quả và hy vọng là được đồng hành cùng anh em dài lâu. Còn chuyên gia ai cũng có quan điểm riêng, thậm chí chuyên gia nhiều người vẫn sai đấy. Nhân viên môi giới thì cũng vậy thôi, họ đưa ra tư tưởng dựa trên hiểu biết của họ. Quan trọng là bạn biết bạn đang làm gì, bạn phù hợp cái gì và học được cái gì. Cho nên mình mới hay nói là nhân viên môi giới như mình tư vấn, mình thích đưa ra cái cần để cho các bạn hiểu, bạn tự lựa chọn, hơn là đưa cho bạn con cá. Anh em mua mã này giá này, mới sao bán, họ chả biết tại sao họ mua, họ chả biết tại sao họ bán bao nhiêu không biết, danh mục họ ít nhiều cứ mua mua, mai thằng kia nó hô phát nữa lại mua tiếp, hôm sau nữa lại hô một mã nữa, lại tiếp tục mua, cứ mua lên, cuối cùng danh mục dài ngoằng gần chục mã và chả hiểu mình mua cái gì cả, mà mua lúc lặng phút, mua đến khi nó hết tiền thì thôi mà. Cho nên là hôm nay nó hô một mã mình cũng mua, mai nó hô tiếp mã nữa lại mua, hôm sau hô một mã nữa lại mua, mua đến khi nó hết tiền thì mới thôi. Thế thì danh mục vừa dài mà lúc nào tài khoản cũng đến lúc mà thị trường nó có biến phát, em ơi mã này có giữ được không, mã này có giữ được không, mã giữ mình còn chả biết được. Cái câu hỏi là chả biết bạn mua giá bao nhiêu, bạn mua tỷ trọng bao nhiêu, mình còn chả biết bạn đang lãi lỗ, biết cứ có giữ được không. Thế bây giờ trường hợp, những trường hợp mà khách hàng đang mua, ví dụ MB mình bảo mua hồi đầu tiên là 29-30, mình đã bảo mua rồi, bây giờ hỏi là, em ơi 34 giảm xuống 33 có giữ được không. Những người nào mua 33 thì phải đề phòng, có những người ta mua 29 thì người ta vẫn ung dung, đúng không, tại sao lại phải chạy, người ta có thời gian để xử lý. Thì cứ giữ được không này em, mà mình mua nhiều quá cứ hỏi loạn hết lên. Vậy thì phải có chiến lược và hiểu biết rõ ràng nhé. Chúc anh em một chu kỳ mới, bây giờ đang ở đầu chu kỳ đấy, quản trị rủi ro thật tốt, hiểu và sử dụng margin để tối ưu hóa lợi nhuận. Margin cũng là an toàn bởi vì nó giúp mình luôn luôn đề phòng. Những người dùng margin rất an toàn, cũng là họ cũng đề phòng hơn là những người dùng tiền thịt. Câu nói tiền thịt không bán thì không lỗ, đấy là một sai lầm mà người tiền thịt hay chết. Tạm biệt anh em nhé.